chào các bạn, mình là Xuân Hương, phát thanh viên của chương trình Podcast hôm nay. Quý thính giả thân mến, nhiều người cho rằng những lời cảm ơn, xin lỗi đang dần thiếu vắng trong cuộc sống hiện đại, đặc biệt trong những mối quan hệ thân thiết như cha mẹ, con cái, vợ chồng, anh chị em trong nhà. Bạn có nhận thấy điều đó không? Tôi còn nhớ ba mẹ đã từng nhắc tôi nói cảm ơn mỗi khi nhận được quà, dù cho đó là món quà khiến tôi thích thú, hoặc chỉ là cử chỉ đơn giản mà ai đó thể hiện. Cảm ơn là hai từ không khó để nói, song chúng ta lại không đủ sẵn lòng để nói cảm ơn, dù nhận sự giúp đỡ từ người khác. Vậy thì, tại sao chúng ta luôn thấy khó để nói lời cảm ơn? Có lẽ là bởi vì, thứ nhất, chúng ta lo lắng về hiện tại và những điều sẽ đến. Có thể cuộc sống của chúng ta trải qua những lần cảm thấy tương lai thật ảm đạm, có thể do những khủng hoảng trầm trọng hoặc những mối lo âu căng thẳng về công việc, học hành, mối quan hệ hoặc những sự việc khác lấn át, đến nỗi chúng ta cảm thấy thật khó để biết ơn. Thứ hai, chúng ta không thỏa lòng với những điều mình có. Đã bao giờ bạn cảm thấy thất vọng về món quà mà mình nhận được chưa? Thật dễ để nghĩ rằng tôi xứng đáng với điều tốt hơn thế. Nhưng thường thì phản ứng đó là biểu hiện của lòng ích kỷ và vô ơn, ngăn trở chúng ta cảm thấy biết ơn. Thứ ba, chúng ta không nhận thấy nhu cầu của chính mình. Trong nỗ lực để chứng tỏ mình không phụ thuộc vào người khác, lời cảm ơn có thể là biểu hiện của sự yếu đuối, là điều chúng ta không thể chấp nhận. Thứ tư, chúng ta quan tâm đến món quà hơn là người tặng. Ngay cả khi nhận được món quà mình muốn, chúng ta vẫn quên nói cảm ơn, bởi vì chúng ta quá phấn khởi với món quà đến nỗi quên mất người tặng. Các nhà nghiên cứu đã tìm ra bằng chứng cho thấy việc bày tỏ lòng biết ơn có thể khiến chúng ta hạnh phúc và thỏa lòng hơn trong cuộc sống. Tiến sĩ Robert Emmons, giáo sư tâm lý học của trường Đại học California nói rằng, sự biết ơn giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, củng cố các mối quan hệ cộng đồng. Theo Emmons, đó là thái độ mà bạn phải lựa chọn. Chúng ta phải sẵn lòng thừa nhận và hiểu rằng chúng ta được nhận lãnh những ơn phước mà bản thân không xứng đáng. Do đó, sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc khi ông khích lệ hội thánh Philip phải biết ơn. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người biết tính nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi, đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt trên mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jesus. Philip đoạn 4 từ câu 4 đến câu 7. Ngay cả trước khi có những kết quả nghiên cứu của thế giới hiện đại, Phao-lô đã biết rằng bí quyết đem đến sự vui thỏa và bình an chính là tấm lòng biết ơn. Điều đáng ngạc nhiên là sứ đồ Phao-lô muốn tín hữu hội thánh Philip tạ ơn ngay cả khi ông và hội thánh Philip đang chịu khổ vì đức tin. Việc biết ơn giúp chúng ta xây mắt khỏi hoàn cảnh của mình để tập chú vào Đấng ban ơn phước. Chính Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng từ ái đã ban những món quà tốt lành, dù chúng ta chẳng xứng đáng. Ngài biết rõ mọi đau khổ mà chúng ta trải qua, Ngài thêm sức và nâng đỡ chúng ta. Vậy nên, chúng ta không cần phải lo lắng, bởi có thể tin cậy rằng Đức Chúa Trời tể trị mọi điều và Ngài hằng săn sóc chúng ta. Sự nhân từ của Đức Chúa Trời được bày tỏ cách sâu sắc qua chương trình cứu chuộc mà Ngài dành cho chúng ta. Chính Đức Chúa Trời đã hy sinh con một của Ngài để đáp ứng nhu cầu lớn nhất của chúng ta, nhu cầu được cứu khỏi tội lỗi và sự chết. Ngài ban cho chúng ta món quà sự sống đời đời. Bởi ân điển của Chúa, chúng ta được nhận làm con cái Ngài, được ban cho quyền công dân trong vương quốc của Ngài. Đó chính là điều đáng để chúng ta cứ dâng lời tạ ơn Chúa không thôi. Bạn thân mến, hôm nay là ngày lễ tạ ơn, và chúng ta có cơ hội để nhìn lại năm qua với biết bao ơn phước thuộc linh và thuộc thể mà Chúa đã ban. Dù chúng ta phải trải qua nhiều khó khăn và thách thức trong đại dịch Covid-19, hãy dành thời giờ tĩnh lặng với Chúa, suy ngẫm về ơn phước Ngài ban và hãy dâng lời tạ ơn Ngài. Chắc chắn Chúa cũng đã sử dụng nhiều người khác
để đem đến sự nâng đỡ, khích lệ và giúp đỡ bạn trong từng hoàn cảnh của cuộc sống. Vì vậy, cũng đừng quên gửi lời cảm ơn đến họ nhé! Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình podcast tuần này của ODB. Nếu bạn yêu mến chương trình, hãy nhấn like và subscribe để theo dõi cũng như ủng hộ ODB. Cũng đừng quên bật thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Và nếu bạn có bất cứ điều gì muốn chia sẻ cùng ODB, hãy bình luận bên dưới hoặc gửi về email vietnam@odb.org nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau.